Xuyên Thông Vlog xin chào các cô chú, các anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì hai vợ chồng em đi ăn buffet ở quán Cô Ba Còi ở Bình Dương các bạn, ở Thủ Dầu Một, Bình Dương. Thì hôm nay sẵn đi ăn buffet ở đây thì mình cũng chia sẻ cho các bạn về quán Cô Ba Còi luôn. Quán này cũng nổi tiếng trên mạng gần các bạn. Thì ở đây giá vé dành cho người lớn là 220k trên người, kể bao nước luôn nha bạn. Thì trẻ em từ 1m2 đến 1m35 là 100k, còn 1m35 trở lên là cũng 220k luôn, còn dưới 1m2 là miễn phí nha bạn. Đối với trẻ em thì ở đây mình vào ăn là đã bao miễn phí nước luôn rồi, mình uống thoải mái nước luôn. Thì quán Cô Ba Còi, buffet Cô Ba Còi này thì nổi tiếng từ đó giờ, thì lượng khách rất là đông các bạn, ngoài quá trời đông luôn, nghẹt cái trơn luôn, ở bên trong là rất là đông luôn. Thì ở ngoài cũng đang xếp hàng mua vé các bạn, bên trong ngồi kín hết rồi. Thì quán này cũng nổi tiếng, hôm nay mình đi đến đây mình ăn sẵn review cho các bạn về những món ăn ở có tại quán Cô Ba Còi, xem món ăn nó có ngon không mà tại sao lượng khách qua rất là đông luôn cả nhà. Thì mình xếp hàng cũng khá là lâu mới được vào bên trong. Rồi mình vào bên trong thì mình sẽ quay một vòng để chia sẻ cho các bạn về những món ăn ở Cô Ba Còi có những món gì nha các bạn. Thì mình cũng không phải là dân review chuyên nghiệp nên mình cũng chia sẻ cho các bạn, các anh chị biết, để ai chưa đến Cô Ba Còi để biết về những món ăn ở đây, để xem có phù hợp với cái giá tiền 220k không nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng xem nha. Thì trên màn hình các bạn là cũng rất là nhiều món như tôm nè, tử ức, mưa ớt sẵn này, đây là mấy món nước, đây là quầy rau, đủ các loại rau nha, bắp, đây là nấm, còn đây là cục sắn, ổi, mì gói để ăn lẩu với bún các bạn, dưa hấu nè. Thì đây là súp cơm chiên dân châu rồi gì đó. Lượng khách ở đây rất là đông, ngồi kính bạn á, mình thấy thức ăn cũng khá là nhiều món, rất là phong phú nha. Đây gỏi nè, bánh, đây gà quay, gà ủ muối ớt, rất là nhiều quầy hết, ta lên món chưa kịp các bạn, lên liên tục chứ. Chả giò, món đầu chiên ở đây các bạn, đây rồi cháo rồi đồ luộc, chấm mắm khô quẹt. Ở đây bên đây là hải sản hấp, ốc hào rồi gì nhiều, rất là nhiều món nha. Mình cũng không có gành hết mấy cái món này nên mình không có review kỹ cho bạn xem. Đây ốc dừa, đây ốc xào dừa, bóc biết được món này đây. Đây nữa, quá trời luôn mà. Đây là những quầy mà những món ăn người ta đã chế biến sẵn cho mình rồi. Còn bên đây là quầy hải sản tươi sống đây. Mình sẽ đi quay một vòng cho bạn xem. Còn đây là mấy con nhum mới các bạn, nhum đây, sò, nhum sò gì, rất là nhiều món nha. Sò điệp, sò quẹo gì luôn, ốc nữa. Đây là mực, mực bự người ta thái ra với cá các bạn. Bên đây cá hồi, còn bên đây là mấy món như sò, ốc. Nói chung mấy con này mình không biết tên hết các bạn, thì cũng tươi sống. Đây là mấy con hải sản, mấy con ốc
đây cũng còn ốc, móng tay rồi ốc móng tay, sò đá gì nữa nè, rất là nhiều hải sản mà. Thì ở đây thì không có cua với ghẹ các bạn, không thấy cua với ghẹ. Bên đây tôm, tôm thì có hai loại tôm. Bên đây mấy con tôm này nó chết người ta để riêng qua trong đá này, còn bên đây là tôm tươi sống, tôm càng nữa. Con cũng hơi nhỏ nhưng mà nó rất là tươi, thịt nó rất là chắc. Đây tôm này tôm càng nữa, tôm này ngon, tôm càng xanh với tôm thẻ. Còn bên đây là mấy cái quầy chế biến thức ăn cho khách, bên kia là quầy lẩu nha mà, vừa nướng vừa ăn lẩu cũng được, có bếp ga luôn, bếp còn luôn. Đây lượng khách quá là đông luôn cả nhà, ngồi kín hết trơn mà khu vực rộng. Còn bên đây là quầy nước nha, cũng có nhiều loại nước đó. Đây nước uống miễn phí nha. Thì lại đây mình lấy ly, có đá, lấy đá rồi tự mình đi lấy nước về mình uống, sâm nước mía rồi. Quay một vòng cho bạn xem lượng khách hết biết. Thì bên đây là quầy chế biến nha, chế biến theo cậu vậy. Còn quả trời, còn cánh bên phải này, cánh bên đây khá là rộng luôn, lượng khách rất là đông các bạn. Thì đây là bàn của mình, hôm nay đi có Zalo nữa nha, Zalo ăn tôm nướng cái mặt miệng dính kìa. Đi với hai vợ chồng em. Đây có kem tươi nha các bạn. Đây thì mình kem tươi, đây là một số món ăn dân gian nữa nè, chè, bánh lọt rồi gì, bánh cọt, bánh xèo, đầy đủ hết trơn mà. Đây bánh cọt, bánh xèo hết rồi, bánh lọt, chè nè, đầy đủ hết trơn. Video của mình đến đây cũng xin kết thúc các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem clip. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.